chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái gọi là cái cũng rất khá là lâu rồi. Thì clip này mình mới được chia sẻ đến bạn để yêu cầu. Thì clip này chia sẻ như thế nào? Thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình cùng nhau đi tìm hiểu về cái hệ thống gọi là mình rút ngắn cái đường khoảng cách giữa cái ti và lớp B này ha. Còn nhưng mà trước tiên đi vào vấn đề đó thì mình sẽ thử cái loại nguyên bản của nó là cái hộp nhông tạo các bạn, là vừa cái khoảng tiết cách đi xa và thêm một phần nữa là cái nhông truyền thống của nó là nhông thường các bạn, là chưa có độ ha. Thì một chút là mình sẽ thay bộ nhông độ và giúp cái khoảng cách cái từ cái ti lại. Thì trước khi xem nó hoạt động thế nào thì mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Và nguyên lý hoạt động của nó thì các bạn cũng biết đó là nó chạy nó sẽ tự hút các bạn. Còn cái máy này thì nói chung ra nó cũng cổ, gọi là không phải là cổ rồi là nó già đấy các bạn. Máy này cũng già nhưng mà nó có thể là mang tải và kéo được. Thì cái này là mình chỉ thử bét 1 thôi, thì mình sẽ thử lại với lại bét 6, bét 7 được không, gọi là cần 6 cần 7 bét cho các bạn xem. Thử xong so với cái cần gọi là 8 bét các bạn, 7 bét chứ. Thì mình sẽ tháo ra và mình sẽ chia sẻ với các bạn những yếu tố nào mà để mà đạt cái hiệu quả, cái công sức của cái sức nén của nước nha các bạn. Thì những điểm cần lưu ý thì trước tiên thì các bạn lưu ý với mình là nếu mà các bạn sử dụng mà hoạt động ở mức ga gọi là vừa đó, vừa đến ga lớn đó, mà các bạn xem là cái hệ thống trả về nè, gọi là hệ thống hồi đó, nước hồi đó là xem nó có chảy, gọi là nó có, gọi là có xì lại không. Nếu mà xì lại thì cái lượng nước của chúng ta cũng sẽ giảm ha. Và thêm một phần nữa đó các bạn, là nếu mà chúng ta sử dụng từ cái trên bồn, trên cái thùng nước á, nghĩa là các bạn phải đảm bảo cho mình là chúng ta sử dụng cái cổ dê, gọi là cái cổ dê siết bằng ốc vít, nó sẽ đạt hơn là cái loại bằng cái cổ dê này. Tại vì cái lý do này ta biết thì bạn biết tại sao không? Nó lấy cái đường hút, gọi là cái hệ thống nó rút bằng hơi các bạn. Bởi vì các bạn thấy tại sao chúng ta để cái thùng nước mà nước nó tự động nó len lỏi qua, nghĩa là nó sử dụng cái lớp B chúng ta, một phần cái lớp B chúng ta nó kín, và thêm một phần nữa đó là cái đường ống này chúng ta đảm bảo là nó kín thì nó không có bị thất thoát, gọi là nó bị xì lỗ mọt hay là những cái tình trạng gọi là nó bị xì hơi đó. Thì nó một phần đó các bạn lưu ý nha. Khi mà các bạn chạy mức ga vừa ga nhỏ ga vừa đó các bạn, thì nước cặn chúng ta bay, nhưng mà các bạn lên một cái nữa đó ha, mà cặn chúng ta vớt liền. Rồi các bạn xem coi kỹ lên ha. Một là hệ thống mồi,
cái hệ thống mà xăng nước hồi nè, hai nữa là cái hệ thống cổ dê nè. Các bạn xem cái hệ thống này nè có bị hở không, cái đó là những cái vấn đề chính. Và thêm một phần nữa là các bạn xem lại cái tình trạng bố con của chúng ta, bố con của chúng ta là nó có bị sút trong cái quá trình mà chúng ta nạp ra lớn không, thì cái vấn đề đó là cũng là yếu tố quan trọng. Thì để mình tháo ra mình chia sẻ các bạn là cái bố con của chúng ta như thế nào gọi là nó đạt ha. Thôi về bố con thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi, là các bạn bố con chúng ta không có hiện tượng sút mòn. Và thêm một phần nữa là các bạn mở ra khe hở như thế này, chúng ta buông ra nó chảy gì hết, là không có hiện tượng gọi là dính bố các bạn, gọi là dính bố. Các bạn mà cảm thấy mà chúng ta banh ra gì mà nó không nhảy về là hiện tượng máy chúng ta bị dính bố đó, là nó cũng sẽ bị giảm cái phần nước lần nào phần nào ha. Và thêm một phần nữa là cái chuông cơm của chúng ta các bạn, là nó không có bị gọi là có bị dấu hay là những cái nạo phiết gì nhiều, gọi là nó chuông cơm của chúng ta, gọi là cái chuông của chúng ta nó bị sọc rồi đó bạn, mình gọi là giống như là này nọ đó. Thì cái vấn đề đó cũng một phần cũng ảnh hưởng đến cái lượng nước của chúng ta, chất lượng. Còn mà về các bạn mà muốn mà thay được cái nhông độ lên thì các bạn cũng không, nếu mà các bạn nhất thiết là các bạn không có cần tháo hai cái này, các bạn chỉ cần tháo 6 ngóc này và tháo cái học nhớt này ra là chúng ta có thể tháo được cái bộ nhông nữa rồi. Thì còn hôm nay mình sẽ chia sẻ là mình sẽ rút ngắn cái lượng ti lại, cho nhằm cái clip này mình nhằm mục đích đó là để giải đáp gọi là cho các bạn mà đã gọi là cách đây là đã yêu cầu mình khá là lâu rồi. Đây nè các bạn xem khe hở của nó nè, các bạn xem khe hở của cái ti giữa khoảng cách giữa ti và lớp bê nè. Đấy, nó qua tới đây rồi các bạn, nó qua tới đây là nó sẽ trả về, nó không có đi nữa nè, đó thấy không. Nhưng mà cái này là nó chỉ ảnh hưởng phần nhỏ thôi các bạn, nó không có quan trọng, nó chỉ là phần nhỏ thôi, quan trọng là phần lớp B, phốt và cái hệ thống. Nếu mà các bạn có điều kiện các bạn sử dụng bộ nhông độ tua thì cái vấn đề này là mình sẽ khá là gọi là khá là cái vấn đề này, nói chung ra là những cái bạn nào mà đã sử dụng rồi cái bộ nhông của mình thì các bạn có thể phản hồi bên dưới, và các bạn có thể là cho bằng phần bình luận hoặc giả những cái phần like đối với cái bộ nhông này. Thì cái bộ nhông này là phải nói là chạy là ok rồi, mình sẽ tháo ra mình sẽ thay bộ nhông cho các bạn xem. Đây là bộ nhông độ tua, thì mình cũng đã chia sẻ với lại cái các bạn là cái video hôm trước rồi. Thì và đây là cái hệ thống gọi là cây dích chỉnh đó bạn, dích chỉnh Honda mình vừa lấy về để chia sẻ lại cho những bạn nào cần ha. Các bạn nào mà cần thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn nên để lại số điện thoại, các bạn để lại số điện thoại đi mình dễ liên hệ hơn. Chứ mà các bạn mà để lại cái địa chỉ tên này nọ mà không có điện thoại thì mình cũng không có thể tạo đơn được các bạn. Thì các bạn quan trọng điều đó, các bạn nào cần thì các bạn cứ việc để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ, hoặc giả là các bạn có thể liên hệ lại cái số máy của mình là 0943 505 242. Còn địa chỉ của mình á, những bạn nào mà có yêu cầu, có nhu cầu và có muốn đến trực tiếp thì các bạn có thể đeo cái địa chỉ của mình, là địa chỉ là số nhà 338 tổ 9 ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang các bạn. Và cái số điện thoại thì mình vừa đọc trên màn hình cho các bạn xem đó. Thì các bạn mà có thắc mắc về cái vấn đề nào, hoặc giả là có muốn góp ý về cái video của mình mà muốn mình cần làm những gì, thì các bạn cứ việc nhập bình luận bên dưới. Còn những bạn nào đã sử dụng cái bộ nhông này rồi có phản hồi thì các bạn cứ việc
để lại phần bình luận dưới bật quật giả là các bạn bấm like cho mình chơi. Thì mình sẽ không nói dài dòng để các bạn ấy nữa, thì hôm nay mình sẽ thay cái bộ nhông và mình sẽ rút ngắn cái phẳng ti lại, thì các bạn đừng chuyển kênh, mình sẽ quay lại ngay. Các bạn mà không có muốn nạo vét lại cái ti của mình, gọi là không muốn rút ngắn khoảng cách lại, thì các bạn có thể để như vậy, chúng ta thay luôn cái bộ nhông các bạn. Đấy, như vậy là các bạn có thể tháo hết cái dàn mặt đạn này và chúng ta thay qua cái hệ thống kia, thì tháo được cái dàn mặt đạn ra cũng đơn giản thôi các bạn. Thì mình sẽ tháo cho các bạn xem á. Đấy, hoàn toàn đơn giản các bạn. Thì mình sẽ lắp lại ban đầu thôi. Đấy, vậy là xong rồi các bạn. Thì mình sẽ thay cho trái nhông bên cái phần chung nữa, trái nhông nhỏ nó là ok các bạn. Thì mình sẽ lắp lại.
Rồi, thì là ok đó các bạn. Rồi, thì bằng cách nào để mà chúng ta nạo được cái phần rút ngắn cái phẳng ti và cái lớp B này lại, thì các bạn quan sát cho mình là các bạn xem là cái độ khe hở của nó là bao nhiêu. Các bạn thấy ở đây là khe hở của nó là tương đối là tương hô đối là từ 5 ly các bạn, có thể là 5 ly đó. Bốn ly các bạn, thì mình sẽ nạo 3 ly, mình sẽ làm cỡ 3 ly thôi, mình sẽ rút ngắn cái đường 3 ly lại. Thì đảm bảo cái an toàn cũng như là cái tránh cái sự xước ti, thì mình sẽ thay ti khác các bạn, thay ti đỡ bị hỏng đi cho nó dễ. Mình sẽ thay cái ti khác vào để nhằm mục đích là nó không có bị hỏng hóc cái ti của chúng ta, hoặc là các bạn có thể đóng luôn trái nhông này vô đi để cho cái quá trình mà khi chúng ta làm nó không có bị chạy cái phần như vậy nè. Mình bào nó sẽ không có bị hiện tượng gọi là nó là ti các bạn, nó sẽ rồi cái mực mình làm 3 ly nè, 3 ly thì mình sẽ làm dấu. Mình sẽ làm dấu hai bên luôn, lấy cho nó đều. Đây, mất 3 ly nè. Mình sẽ tiến hành đi nạo vào phai nữa. Hạ viên các bạn. Cây này để viên làm. Đây, các bạn thấy vừa tới mí mà chúng ta làm dấu nè, thấy không? Mình sẽ làm bên này một cái nữa.
Vậy là ok các bạn. Bạn thấy không? Rồi, mình sẽ đi vệ sinh lại và làm giáp vào. Khi mà mọi thứ ok các bạn thì chúng ta bắt đầu lắp về, lắp vào ha. Thì các bạn biết cái dòng sin này mục đích là để làm cái gì không? Tác dụng của dòng sin này là để gạt nước các bạn. Gạt nước. Còn các bạn thắc mắc là tại sao mà bơm các bạn hay có hiện tượng nước vô, thì có thể là dòng sin này nó bị nhão và thêm cái phút nhớt này nè, nó bị mềm, dù là bị nhão đó, thì chúng ta có thể thay cái dòng sin này gắt lại và cái phốt khác thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng nước vào ha. Thì cái đó là những cái đặc điểm và cái chú ý mới. Rồi. Và vấn đề mà gọi là tươi, mình cũng sẵn đây mình chia sẻ cho bạn luôn, là các bạn có nghe cái từ gọi là tươi sứ chưa? Mình cũng nghe nhưng mà mình chưa có từng sử dụng. Thì cái tươi sứ là như trên màn hình các bạn thấy là cái chất liệu nó được mạ sứ các bạn. Tươi này thì rất là mắc và mình cũng nghe nói là sử dụng rất là bền đó. Nhưng mà mình chưa trực tiếp sử dụng, mình cũng chưa biết, thì có thể là mình cũng nên trải nghiệm thử các bạn. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử là xem cái khoảng cách ti của chúng ta là nó khoảng cách giữa lớp B và ti thì nó sẽ được rút ngắn lại bao xa các bạn. Đây. Đấy, các bạn thấy quan sát đây. Khe hở còn khoảng tương đối 1 ly ngoài các bạn. Vậy là ok đúng không? Nhưng mà các bạn có thể không có điều kiện chúng ta thay nhông độ vẫn được, không có cần xử lý cái trường hợp này. Các bạn thấy đi. Không đi quá đà. Rồi, ok.
Rồi, thì mọi thứ ok, mình sẽ thử nước các bạn. Mình sẽ thử lại với cây cần 7 bét. Vì vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách hoạt động và cách chúng ta rút ngắn cái thời gian từ cái cây ti lại cái lớp B, thì và cách mà để chúng ta thay cái nhông, gọi là thay từ cái nhông độ lại cái nhông truyền thống. Thì các bạn thấy video mình hữu ích, các bạn nhớ bấm like, còn những bạn nào chưa đăng ký các bạn cứ việc đăng ký kênh và bấm chuông để sớm nhận được thông báo những video mới nhất các bạn. Rồi chào các bạn ha.